Bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của Những Ngón Tay Đan Radio trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan Radio. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất cứ chương trình phát thanh nào của Những Ngón Tay Đan Radio nhé. Những Ngón Tay Đan, đan tay cùng cảm xúc. Thưa quý vị, cuộc đời mỗi con người luôn cần một sự đổi thay để hoàn thiện mình. Và mỗi sự đổi thay đều có một cái giá của nó. Có người sẽ thay đổi theo hướng tích cực, có người thì ngược lại. Và có khi nào trong cuộc sống ta bỏ ra một khoảng lặng, dừng lại để hoài niệm về những đổi thay. Và câu chuyện hôm nay của Những Ngón Tay Đan sẽ nói về điều đó. Những Ngón Tay Đan xin trân trọng giới thiệu chuyện ngắn Những Đứa Trẻ Và Thành Phố dưới ngòi bút và giọng đọc của tác giả Dạ Bằng. Căn buồng đơn sơ chìm trong bóng tối, đèn phòng không được bật, ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài phòng khách. Đêm đông đầy mưa bụi và lẫn sương, hai người trong phòng lặng lẽ. Trên chiếc giường gỗ ép màu đen, vài món đồ lặt vặt được bày ra. Đó là một vài con gấu bông, một chiếc ví trẻ con hình rùa và một vài cục tẩy, lược, gương, xước tóc, mấy món đồ biểu trưng cho người thiếu nữ khi vào đời. Phải rồi, trong căn phòng là một cô thiếu nữ mới lớn và một đứa trẻ con. Hạo ngước nhìn ra khoảng tranh tối tranh sáng ngoài kia, mắt nó đầy sự tò mò xen lẫn bùi ngùi. Hương ngọc bút nồng nàn trong đêm sâu. Chỉ sau đêm nay thôi, Hạo và Liên, cô thiếu nữ kia sẽ chia xa. Liên là chị của Hạo. Nó luôn coi chị là một người bạn thân thiết nhất trong đám họ hàng đồng trang lứa của mình. Cô bé lớn hơn nó đến 6 tuổi, nhưng mà nó lại thấy rất hòa hợp. Nó muốn ngồi bên chị mình, chơi những trò lặt vặt của trẻ con. Hạo cầm mấy cục tẩy hình chim cánh cụt so vào chiếc túi hình rùa. Rùa ăn thịt chim nhé chị Liên. Liên cười hì hì nhìn nó. Cô mới mười mấy tuổi đầu, bản năng làm mẹ chưa thành thục, nhưng đã biết thích trẻ con. Hơn nữa, cô cũng còn nét ngây ngô thơ mộng của người thiếu nữ. Vì thế nên cô dễ hòa đồng vào những trò nô nghịch của nó. Liên nhìn cục tẩy cười bảo Hạo. Mấy cục tẩy này xinh quá em ạ. Chị không nỡ tẩy nữa. Mỗi khi tẩy nó, cảm giác như mình đang giết con gì vậy. Hạo tuy là đứa trẻ nhưng vốn hay suy tư. Trong lời nói của Liên, nó cảm nhận được sự thương tiếc sinh mạng nhỏ bé. Phải rồi, chị của nó đẹp và nhân ái. Dường như cô cảm nhận được linh hồn của từng vật vô tri. Liên trong mắt Hạo bấy giờ tựa như một thiên thần. Cô có mái tóc dài ngang hông, đôi mắt buồn mơ và khuôn mặt xinh đài các. Cô hiền và rất hay cười. Đêm cứ thế mưa, ánh đèn vàng cũ hắt trên nền xi măng của ngôi nhà hoài cổ. Mấy giỏ lan trước sân rung rinh trong gió đêm. Hạo ngắm nhìn Liên đang hong tóc dưới hiên nhà. Hương địa lan theo gió đưa vào nhẹ nhẹ. Cảnh tượng ấy có lẽ nó chẳng bao giờ quên được. Mái tóc dài đen và dày của Liên tỏa ra một mùi hương u nhã khiến người ta thấy bình yên. Từng dòng nước theo chiếc lược dày bằng sừng bóng loáng chảy mãi xuống. Hạo bỗng thấy một niềm thương. Nó thương chị nó quá. Cô gái xinh quá đỗi, lại dịu dàng, nết na. Sáng hôm sau, trời vẫn mưa não nề. Hai chị em ngồi sau khe cửa nhìn ra. Liên nói với Hạo về các cây trong vườn nhà cô. Chị thích nhất là cây hồng em ạ. Mỗi mùa nó có một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân, lá cây đâm chồi xanh biếc. Mùa hạ, những quả non lủng lẳng trong gió đổi. Mùa thu, quả xanh dần chín. Mùa đông, nó là cây duy nhất rụng lá trong vườn nhà chị. Hạo nghe như cảm nhận được một vẻ đẹp rất bình yên. Chính cái nơi này, nửa phố, nửa quê,
làm nó thấy hiền lành quá. Quả là một miền đất tốt để nuôi dưỡng những giá trị bề sâu, nuôi dưỡng về mặt tâm hồn. Thời gian cứ thế trôi đi, chuyện cũ ấy bây giờ đã ngót chục năm. Hạo đã lớn, hắn coi Liên là người tri âm trong gia đình. Cô là người hiểu hắn nhất. Hai chị em từng gắn bó với nhau bằng biết bao kỷ niệm trên đất thủ đô. Đó là những tháng năm đẹp nhất của Liên, cũng là lúc Hạo vừa bỡ ngỡ bước vào đời. Cảm giác tha hương ngộ cố chi thật là nhiều ý vị. Liên dạy cho Hạo biết trân trọng sự tự do của mỗi người. Hai người đã cùng nhau trải qua những thăng trầm trong một quãng đời ngắn ngắn. Đường từ nơi trọ học của Hạo đến chỗ ở của Liên có đi qua một cây cầu bắc ngang sông. Hạo đã có cả một thời nghĩ về bên kia sông. Đó là một vùng trời bí mật và trong lành với hắn. Liên trọ ở một con ngõ nhỏ. Không khí ở đây trong lành và yên tĩnh giống với ở quê. Có những đêm hè mát rượi, Hạo và Liên sau khi nấu cơm xong liền đi dạo ở một cái công viên gần nhà. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, hoa bằng lăng tím tím nở. Phía xa xa, những ánh đèn đua nhau sáng trên những xa lộ. Cả hai không nhìn rõ những nẻo ấy đi về đâu. Đó là câu hỏi luôn vang vọng trong suy nghĩ của Hạo. Đôi khi, hắn vô tình ngắt một đóa bằng lăng, đưa cho Liên, rồi cười hì hì nhìn cô. Tặng chị này. Liên cười cười đáp lại. Chị mới thích đồ ăn cơ, không thích hoa. Mọi chuyện tưởng sẽ mãi như thế, nhưng rồi Liên quyết định về quê. Hạo buồn lắm, nhưng hắn lại nghĩ cho cô. Về nhà, chị của hắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Chuyến tàu cứ thế đưa cô đi khuất tầm mắt Hạo, rời xa thành phố quen. Nhưng Hạo tin tưởng vào tình thân luôn bền chặt. Hắn ta vẫn ổn dù sống một mình. Chẳng bao lâu thì Liên cưới chồng. Ngày cô lấy chồng, Hạo cũng về tiễn cô sang nhà mới. Chuyện cũng hiển nhiên thôi, không có gì phải nói quá nhiều. Đời người ai cũng một lần. Người đàn ông không cứ là phải xuất sắc, nhưng biết yêu thương là được. Liên chẳng tổ chức đám cưới ở khách sạn như từng nói. Thì có làm sao, ở nhà vẫn vui. Hạo thấy cũng tùy hoàn cảnh, cái này không phải bản chất vấn đề. Lâu lắm Hạo không về thành phố nhỏ với những con dốc bên đồi này. Chân hắn hôm nay lại nện lên đường đá trắng như cuộc gặp gỡ của hai kẻ cố nhân. Hắn vui lắm vì lại tắm trong không khí trong lành. Hạo luôn tin tưởng, trên đời có những giá trị mà dù xa đến bao lâu, gặp lại vẫn không thay đổi. Hắn tin ở Liên, hắn kỳ vọng ở cô một giọt hương trong, giữa cả một đám hoa dại rực rỡ về phấn bụi mà kém về thanh sắc. Hắn nghĩ Liên sẽ cho hắn sự đồng cảm. Con đường quen dần hiện ra trước mắt. Hoa giấy năm nào tím biếc trên cổng cũ giờ đã già cỗi hơn nhiều. Cánh cổng cũ khóa im lìm. Lên đây em, nhà mình ở trên này cơ mà. Tiếng Liên gọi vang lên. Hạo quay đầu nhìn lại. Gốc hồng cũ bây giờ là một căn nhà mới khang trang, được ngăn cách với khuôn viên nhà cũ bằng một lớp bờ thành. Hạo bước vào. Nhà mới khang trang và sạch sẽ. Máy lạnh làm mát khắp các phòng. Trong lòng hắn bỗng nao nao. Hắn nhớ có lần Liên đã nói, cứ về nhà là bình yên hết em ạ. Ngồi gốc cây hồng, nghe gió về, mùa nào cũng vậy, thế là mọi ưu phiền trong người tan biến hết. Dòng suy nghĩ của hắn cứ thế mà chảy trôi, cho đến khi Liên bật máy lạnh hơn một chút. Sống thế này mới là sống cho em. Cô cười hồn nhiên nhìn hắn. Mái tóc năm nào đã được tỉa thưa và cắt ngắn đi, màu đen bỗng hoe hoe sắc nắng. Liên lấy một lon coca đưa cho Hạo, cười hồn nhiên nhìn hắn. Uống đi em. Hạo nhớ từ trước đến giờ cô đâu có uống coca. Hắn thoáng giật mình rồi lại nghĩ vô vơ. Có lẽ khi sinh con, Liên thay tính đổi nết chăng? Bây giờ hắn đang ở đây, ngay gần cô trong ngôi nhà mới.
chỉ cách một lớp cửa buồng nhưng sao khó mở lời nói chuyện cùng nhau. Ngôi nhà cũ giờ đã cho thuê, người ta đã vào đấy ở từ lâu lắm. Hắn lần này cũng được nhường cho riêng một giang sơn. Cái phòng rộng có đèn sáng và máy lạnh đầy đủ. Căn phòng đẹp hơn bức tường vôi trong ngôi nhà cũ thật nhiều. Nắng hay gió chẳng còn xuyên qua khe cửa chớp để vào được nữa. Thay vì đó là cửa kính cách âm ngăn với bên ngoài, hắn dường như bó hẹp trong không gian ấy. Hạo nhớ lại hồi chiều đi chợ, hắn đã chẳng còn tìm thấy mấy hàng quán lúp xúp bên đường ray. Đêm hôm ấy, hắn dạo bước ra ga tàu mà hắn và Liên từng rời đi. Sân ga vắng im lìm không người trở lại. Một mình Hạo nghe tĩnh lặng bảo hồn. Hắn muốn tìm một lần ngồi bên khung cửa ngắm ra dặn núi xanh năm ấy. Hạo lại mơ về chiếc cổng, nơi ngôi nhà cũ, con ngõ dài dốc xuống chảy vào trong. Buổi sáng đầy sương và đầy hoa, hắn dậy thật sớm, nghe chim hót trong vườn hồng. Không gian rộng và rất sáng, hoa giấy tím nhạt, địa lan trổ nhụy vàng, ngô đồng đỏ rực rỡ và trinh nữ e ấp trắng tinh khôi dập cả một góc đường đi. Nơi đó, Liên vẫn nâng niu vài cục tẩy. Ngôi nhà đã cũ nhưng đầy ắp tiếng cười. Hai chị em lẽo đẽo theo mẹ Liên đi ăn chè ở cái quán xếp bên đường tàu hỏa. Nắng trưa vàng uể oải trên khoảng sân rộng lát gạch đỏ. Hạo đứng tưới cho mấy cây hoa cúc vàng. Hắn tỉ mỉ nâng niu cho phấn hương. Tiếng Liên trong nhà gọi giật giọng có phần không vừa ý. Vào nhà đi em, nắng bỏ sử đứng ngoài đấy làm cái gì, kệ mấy cây hoa. Hạo liền bỏ dở mọi thứ vào nhà. Đến lúc này hai chị em mới cùng nhau nói chuyện. Hạo đùa vui như trước. Có lẽ em độc thân thôi. Hắn nhận lại từ Liên một tràng lý luận về trách nhiệm và cơm áo, về gia đình và thú thiên luôn. Hắn bỗng thấy một tia chán nản ngấm ngầm. Hạo tìm ở Liên niềm vui tri âm thấu cảm. Khi niềm vui ấy không còn nữa, hắn sẽ tìm gì? Hạo không biết nữa. Hôm sau, Hạo rời đi rất sớm. Hắn tự nhắc mình không lâu nữa sẽ bỏ phố về quê, nơi nuôi dưỡng hắn từ thời thơ ấu. Hắn thèm một đóa hương trong vườn nhà, một giọt sương trên bông hoa ổi mùa thu. Không hiểu sao, hắn không thấy hoài niệm hay nhớ nhung miền đất nơi Liên ở như lần trước nữa. Hạo cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cái ngột ngạt đến tận cùng lúc rời đi. Hắn chợt nghĩ đến đứa cháu gái rất xinh mà Liên đang ấm ngửa trên tay. Liệu nó có một thời đen dài mái tóc? Đôi mắt rất xinh của nó có bao giờ mang nét buồn mơ đại cát xa xôi? Hạo chẳng biết nữa, nhưng hắn chỉ cười. Hắn vẫn nhận mình là một người nhà quê chính hiệu. Nếu các bạn yêu thích chương trình Những Ngón Tay Đan Radio, hãy nhấn like, share và để lại lời bình luận ý kiến của các bạn ở bên dưới. Hoặc có thể gửi những tâm sự sáng tác của các bạn về địa chỉ Gmail Những Ngón Tay Đan 042020@gmail.com. Những bài viết sáng tác của các bạn sẽ được biên tập và phát sóng trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan Radio. Nhớ bấm đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào nhé. Và đừng quên tương tác với chúng tôi qua group Những Ngón Tay Đan và fanpage Những Ngón Tay Đan Radio nhé. Những Ngón Tay Đan, đan tay cùng cảm xúc.